Xin chào các bạn, mình là Dương Thúy. Trong video này mình xin giới thiệu với các bạn cách trồng cây thanh long. Như các bạn đang thấy thì đây là hai bụi thanh long nhà mình, khá là tươi tốt. Một trong hai bụi thanh long này đang có quả. Để trồng cây thanh long thì mình sẽ dùng một cái cành già như thế này, và không nên cắt ở ngang thân như thế này, bởi vì nếu cắt như thế trồng xuống nó sẽ bị thối ngay các bạn ạ. Và muốn trồng thanh long thì mình phải chuẩn bị một cái trụ thật là chắc. Đây là cành thanh long già sau khi mình cắt ra. Nếu mà chưa có cọc thì các bạn có thể dâm xuống đất như thế này. Và sau khoảng 2 tháng thì nó sẽ mọc ra cái chồi như thế này. Cái chồi này nó đã dài rồi, các bạn thấy đấy. Thì sau khi các bạn trồng như thế này xong mà chuẩn bị được cọc ấy, thì chúng ta sẽ nhổ lên và trồng một cọc. Để trồng thanh long thì mình sẽ đào một cái hố. Cạnh của nó sẽ là 50-50 và chiều sâu của nó là 40 cm. Đây là cái trụ trồng thanh long. Một trụ như thế này thì chúng ta có thể trồng được 4 cái cành thanh long như thế này. Tuy nhiên là ở đây nó vướng hàng rào nên là mình chỉ trồng có 2 cành thôi. Sau 2 tháng thì bắt đầu là nó sẽ ra cái chồi như thế này các bạn. Và cái chồi này nó sẽ dài dần lên và nó sẽ bò vào đây, nó bám vào đây. Nó lên tới đâu là mình sẽ cột dây tới đó. Nếu mà không cột dây là nó sẽ không bám được. Khi mà mình cột dây nó bám vào thì nó sẽ mọc ra những cái rễ như thế này. Nó bám vào đây để nó lên. Đây này các bạn thấy không? Đấy. Đây là cái trụ làm bằng bê tông các bạn ạ. Kích thước nó như thế này. Bên trong nó sẽ có 4 cái lõi sắt. Một cái lõi sắt nó phải to như thế này. Như bạn thấy cây thanh long nó khá là nhiều tán. Đặc biệt là khi nó ra hoa ấy, nó ra rất là nhiều hoa luôn. Ví dụ như cái bụi này nhà mình ấy, khi mà nó ra nhiều hoa là nó phải có mấy chục quả trên cái cây này. Thì cái sức nặng của nó rất là lớn. Chưa kể là sau này nó còn bung lên cao nữa ấy. Nếu mà cái trụ như thế này, cái lõi bên trong nó quá mỏng, quá yếu thì nó sẽ bị gãy ngay lập tức, và cái bụi thanh long của mình này là coi như bị hỏng luôn. Thì các bạn thấy tán của nó rất to. Người ta trồng giặt thanh long trong vườn ấy, tức là chỉ trồng thanh long không ấy, thì khoảng cách giữa hai cái trụ này nó sẽ là 2,5 m thì nó mới đủ không gian cho thanh long nó bung ra. Với cả khi mà mình đi vào mình hái thì nó sẽ không bị đụng đầu mấy cái cành như thế này. Ví dụ mà nó sát quá là đi và đụng còn cành này, đụng cành này thì có mà gai nó đâm vào mặt cho ấy. Đấy, gai nhiều kinh khủng. Chỗ nào cũng gai, chỗ nào cũng gai hết. Quả thanh long nhà mình này. Đấy. Mình cầm cho các bạn xem nhé. Nó to như thế này luôn ấy. Thanh long nó ra quả liên tục các bạn. Nó không ra theo một mùa cố định nào hết. Cứ hết đợt này nó sẽ ra bông đợt khác. Và cái đợt này thì nhà mình được có mỗi một quả này. Thông thường nó sẽ ra bông ở những cái mắt như thế này. Những cái mắt như thế này. Đó. Tỷ lệ đậu quả của nó khá là cao. Ví dụ như 10 hoa nở thì nó đậu đến 8 hoa rồi. Đây các bạn nhìn thấy này. Rất tiếc là hôm nay chưa có bông hoa nào ra để mình quay cho các bạn xem. Hoa thanh long cực kỳ đẹp và cực kỳ thơm. Đây là quả thanh long mình vừa mới vặt nhà mình đây, cái cuống đây bạn. Khá là to. Bởi vì đợt này nó có một quả nên thường thường nó sẽ to hơn những cái đợt mà nó nhiều quả. Đây mình chỉ trồng phân hữu cơ thôi. Mà có khi còn lười chẳng bỏ phân ấy. Thế mà nó vẫn to như thế này là quá xuất sắc rồi. Đây, cái ruột này. Mình cân lên thì quả này nó tới 6 lạng luôn các bạn. Mình sẽ bổ quả thanh long này cho các bạn xem nhé. Đây là thanh long ruột đỏ. Khi mà mình để chín cây ấy, thì cái vỏ nó mỏng và nó rất ngọt. Đây các bạn, cái vỏ nó rất là mỏng. Thanh long thì kể cả các bạn đi mua ở chợ cũng không sợ thuốc sâu đâu, bởi vì nó khá là hiếm bị sâu.
Nếu các bạn yêu thích trồng trái cây sạch thì trồng thanh long là một ý tưởng không tồi chút nào. Các bạn hãy bắt tay vào trồng ngay đi thôi nhé. Mình xin kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À, các bạn đừng quên like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.